Chào các em. Như vậy ở các bài học trước thì thầy đã cung cấp cho các bạn được một số cái nội dung cơ bản cũng như nâng cao về cái phần kỹ năng thức của chúng ta, kể cả lý thuyết hay là bài tập. Thì đến bài học hôm nay thầy sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một số cái nội dung mới của cái phần kỹ năng thức, chính là một số cái tính chất cơ bản của kỹ năng thức của chúng ta. Thì trong bài các tính chất của kỹ năng thức hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn cái tính chất đầu tiên của chúng ta, chính là cái tính chất mục. Đây là cái tính chất cơ bản nhất của cái phần kỹ năng thức của chúng ta. Và cụ thể thì cái nội dung của tính chất này thì người ta nêu như này, tức là nếu mà các bạn có một cái tỷ lệ thức a phần b bằng c phần d thì các bạn sẽ có được cái tích như này, tức là ad bằng bc, nghĩa là các bạn nhân chiếu lấy tử thằng này nhân mẫu thằng kia này, tức là nhân a với d đấy, tử thằng này là a này, mẫu thằng kia là d này, thì nó cũng bằng là tử thằng kia là c nhân với mẫu thằng này là b. Đấy, như vậy thì các bạn nhân chiếu như này đấy, hay là tử thằng này nhân mẫu thằng kia này của cái tỷ lệ thức của chúng ta đấy, thì chúng ta sẽ thu được các cái tích đấy là bằng nhau. Thì đấy chính là cái nội dung của cái tính chất một của chúng ta. Thì các bạn chú ý cho thầy là cái tính chất một này của chúng ta này, thì ở một số cái bài học trước đấy thì thầy cũng có minh họa cho các bạn cũng tương đối kỹ cái phần này rồi. Tuy nhiên thì thầy chưa có chứng minh cho các bạn cụ thể. Chính vì vậy nên là bài học hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta chứng minh luôn cái tính chất này. Nói chung là trong cái bài học hôm nay thầy sẽ cung cấp cho các bạn hai cái tính chất của cái phần tỷ lệ thức mà trong sách giáo khoa của chúng ta người ta nêu đấy. Và sau đấy thầy sẽ hướng dẫn cho bạn cách mà chúng ta chứng minh các cái tính chất đấy luôn. Như vậy là đầu tiên chúng ta sẽ chứng minh cái tính chất thứ nhất của chúng ta, chính là từ cái tỷ lệ thức này chúng ta suy ra được cái tích này. Thì cái phương pháp chứng minh thì các bạn chú ý cho thầy như này, tức là theo tính chất thì người ta có được là a phần b bằng c phần d, thì người ta suy ra được cái này, tức là suy ra được là ad bằng bc này. Nghĩa là khi mà các bạn chứng minh là các bạn phải dựa vào cái a phần b bằng c phần d này đấy, tức là dựa vào cái mà người ta cho đấy, rồi các bạn tự các bạn suy ra xem là có được giống người ta hay không. Đấy, thì đấy chính là cái hướng mà mình chứng minh. Đấy, như vậy thì để làm được bài này thì đầu tiên là chúng ta cứ bê lại cái tỷ lệ thức của chúng ta đã. Như vậy là ta có này, sau đấy các bạn bê lại cho thầy cái tỷ lệ thức mà người ta cho. Bây giờ là mình nhìn xem là như vậy thì tại sao mà người ta lại từ a phần b bằng c phần d người ta lại suy được ad và bc này. Các bạn quan sát cho thầy được là cái mà người ta suy được, tức là ad bằng bc này, thì nó không có mẫu. Đấy, mà cái ban đầu của chúng ta, tức là cái tỷ lệ thức của chúng ta đấy, thì nó có mẫu là b và d như này. Đấy, như vậy thì để mà nó từ cái thằng này đấy, tức là từ cái giả thiết là a phần b bằng c phần d, chúng ta suy ra được ad bằng bc đấy, thì các bạn biến đổi làm sao mà cái từ cái tỷ lệ thức này của chúng ta này thì nó ra được một cái đẳng thức mới của chúng ta, chính là ad bằng bc này. Đấy, các bạn nhớ đây là hai vế mà nối với nhau của các bạn thì người ta gọi là đẳng thức đấy, tức là các bạn cứ biến đổi làm sao mà cái đề người ta cho đấy, ra được cái đẳng thức này, nó giống hệt được cái đẳng thức này, thì đấy chính là cái phương pháp chứng minh của chúng ta. Thì sau này các bạn nhớ thầy là không những chúng ta chứng minh cái tính chất của các tỷ lệ thức như này đấy, mà sau này là các bài khác cũng vậy, người ta cứ từ cái gì người ta suy ra đấy mà mình muốn chứng minh đấy, là mình cũng từ cái mà người ta cho đấy, tức là cái mà đề người ta cho đấy, mình cũng tự mình suy ra xem có được không. Nếu mà mình suy ra được, tức là cái tính chất của người ta cho là đúng đấy, và cũng là cái cách mà chúng ta chứng minh cái bài toán của chúng ta. Như vậy thì để mà chứng minh thì các bạn cứ nhớ cho thầy là các bạn cứ làm sao mà hai vế từ thằng này nó giống như thằng kia là được, tức là từ cái tỷ lệ thức này bây giờ các bạn làm sao mà nó lại ra được cái đẳng thức này là được. Đấy, bằng cách là các bạn thấy cái thầy được là bên này của chúng ta nó không có mẫu, chính vì vậy nên là mình phải làm sao mình làm cái tỷ lệ thức của chúng ta nó bị mất mẫu đi. Nói chung là khi mà hai thằng nó bằng nhau thì các bạn cứ tác động thằng bên này như nào, thằng bên kia tác động như vậy, thì nó đang bằng nhau thì nó cũng bằng nhau thôi. Đấy, tức là các bạn gấp đôi thằng này mà cũng thằng kia cũng gấp đôi thì hiển nhiên là hai thằng đang bằng nhau và gấp đôi lên thì nó cũng là bằng nhau thôi. Đấy, như vậy thì cái tính chất này nó rất là cơ bản. Chính vì vậy nên là thầy áp dụng cái tính chất đấy và thầy muốn cử mẫu đi, thì đây các bạn thấy cho thầy là mẫu nó là b với d mà. Như vậy thì chúng ta sẽ nhân cả hai vế với b với d. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ có là bd nhân a phần b này. Đấy, tức là nhân với cái vế trái và tiếp tục là cái vế bên phải của chúng ta. Các bạn nhớ thầy là người ta quy ước là cái vế của chúng ta đấy qua dấu bằng đấy là cái bên tay trái của chúng ta gọi là vế trái, bên tay phải của chúng ta gọi là vế phải. Đấy, bên tay khi mà chúng ta ngồi đối diện với cái bảng của chúng ta như này đấy, thì tay trái chúng ta làm bên nào thì đấy chính là vế trái, tay phải chúng ta làm bên nào thì chính là vế phải. Đấy, như vậy thì tương tự thì cái vế phải của chúng ta là CD này, thầy cũng nhân với BD. Đấy, tức là vế trái mình nhân với BD thì vế phải mình cũng phải nhân với BD. Như vậy thì đến đây các bạn thầy cho thầy được là như vậy thì B với B mình rút gọn hết này, thì lúc đấy là cái bên trái của chúng ta đấy nó chỉ còn là AD thôi, còn cái bên phải của các bạn đang CD các bạn nhân với BD này thì D với D hết này thì nó cũng còn là CB thôi. Hay là các bạn suy ra cho thầy được là DA chính là AD đấy. Đấy, như vậy chúng ta về lại đây.
Còn D với D hết thì đây chính là CB này, CB hay là chính là BC, như vậy chúng ta B lại đây. Như vậy thì bằng cách là chúng ta nhân thử mẫu cả hai vế này, giả sử bây giờ người ta đang cho bằng nhau này, thì khi mà các bạn nhân cả hai vế với cùng một lượng này thì nó cũng không đổi mà. Đấy, như vậy thì sau khi mà chúng ta nhân với cùng một lượng này, đấy, thì chúng ta lại thu được cái hai cái tích này bằng nhau. Đấy, như vậy thì chứng tỏ là tính chất một của chúng ta là luôn luôn đúng. Đấy, như vậy thì đây cũng chính là cái cách mà chúng ta chứng minh cái tính chất thứ nhất của chúng ta. Sau khi mà chứng minh xong thì các bạn B lại cái kết luận cho thầy chính là cái tính chất số 1 này của chúng ta. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy cái việc mà chúng ta chứng minh các cái tính chất của chúng ta mà nó luôn luôn đúng này, nó rất là dễ như vậy thôi. Nói chung là các bạn cứ biến đổi làm sao mà các bạn cứ nhân chia thêm bớt làm sao mà nó cứ bên này nhân bao nhiêu bên kia phải nhân với bao nhiêu, mà làm sao mà nó hạ từ cái đề mình suy ra được cái mà người ta cũng suy ra được đấy. Đấy, thì lúc đấy là chứng tỏ là cái mà người ta suy ra được là đúng, và đấy cũng chính là cách mà chúng ta chứng minh. Và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn sang cái tính chất thứ hai của cái tỷ lệ thức của chúng ta, chính là cái nội dung như này. Tức là bây giờ nếu mà chúng ta có được AD bằng BC, tức là chúng ta có được hai cái tích này bằng nhau, thì người ta sẽ suy ra được bốn cái tỷ lệ thức như này. Đấy, tức là A phần B thì bằng C phần D, hoặc là B phần A thì bằng D phần C này, hoặc là A phần C thì bằng B phần D, hoặc là C phần A thì bằng D phần B. Thì đấy là cái tính chất số 2 của chúng ta. Hay là các bạn có thể hiểu như này cho nó dễ nhớ này. Tức là chúng ta có AD này là hai thằng bên vế trái của chúng ta này, BC là hai thằng bên vế phải này. Thì lần thứ nhất chúng ta sẽ giữ một thằng bên vế trái là A này, sau đấy là chúng ta vứt một thằng vế phải sang này. Đấy, tức là các bạn thấy cho thầy là vế phải của các bạn là có BC thì các bạn vứt, thích vứt thằng nào thì vứt. Nhưng mà khi mà đưa một thằng sang vế bên kia thì các bạn nhớ cho thầy là cứ đưa xuống mẫu đi. Đấy, mình cứ nhớ như vậy cho nó dễ hiểu. Đấy, như vậy thì các bạn đang A các bạn giữ lại này, B các bạn vứt sang thì xuống mẫu, tức là nó thành cái mẫu như này. Đấy, thì tương tự thì cái thằng bên này các bạn giữ lại A thì một thằng các bạn phải vứt sang bên kia. Nói chung là một thằng các bạn giữ lại, một thằng các bạn vứt sang bên kia. Đấy, bên vế phải cũng vậy, một thằng các bạn phải giữ lại, một thằng các bạn vứt sang bên kia. Như vậy thì B các bạn vứt sang bên đây rồi thì C các bạn giữ lại. Như vậy C giữ lại thì nó phải ở trên tử. Còn thằng D các bạn thấy cho thành này. Như vậy A các bạn giữ lại rồi thì D các bạn vứt sang thì nó phải xuống mẫu như này. Thì đây chính là cái cách mà chúng ta sẽ nhớ từ cái đẳng thức này, chúng ta suy ra được tỷ lệ thức thứ nhất của chúng ta. Còn đến cái tỷ lệ thức thứ hai thì các bạn nhớ là đây nó là nghịch đảo của cái tỷ lệ thức thứ nhất thôi. Như vậy đang A phần B bằng C phần D thì mình nghịch đảo lên, tức là bây giờ mình B phần A, đấy, tức là mình B tử này xuống mẫu này, đấy, tức là B A xuống mẫu, còn B B lên tử này. Tương tự thì cái vế bên phải của bạn đang C phần D này, thì bây giờ các bạn nghịch đảo lại là D phần C này. Thì như vậy thì cái thằng thứ hai này của chúng ta chẳng qua là nghịch đảo của thằng thứ nhất thôi, hay là cái tỷ lệ thức thứ hai của chúng ta suy được là bằng cách là chúng ta nghịch đảo cái tỷ lệ thức thứ nhất của chúng ta thôi. Tiếp theo thì đến cái tỷ lệ thức số 3 này. Đấy, thì các bạn thấy cho thầy như này. Đấy, bây giờ là mình cũng giữ A lại đi. Đấy, tức là trong hai thằng này các bạn nhớ thầy quy luật để mà từ cái đẳng thức này chúng ta suy ra bốn cái tỷ lệ thức này này, là các bạn cứ giữ một thằng ở lại rồi một thằng các bạn vứt sang bên kia, nói chung cả hai vế. Đấy, như vậy thì AD các bạn giữ A lại này thì các bạn vứt D sang, như vậy D sang là phải xuống mẫu này. Đấy, rồi BC thì các bạn vứt C sang đây rồi. Đấy, lúc đầu thì mình vứt B, bây giờ mình vứt C. Nói chung là trong hai thằng này các bạn thích vứt thằng nào thì vứt. Nhưng mà ở trong cái trường hợp này thì để cho nó theo thứ tự thì thầy sẽ vứt B trước vì B nó xuất hiện trước mà, C xuất hiện sau thì thầy vứt sau. Đấy, như vậy thì C bây giờ mình đưa sang vế bên trái rồi thì B các bạn phải giữ lại, và B giữ lại thì nó trên tử. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn thu được cái tỷ lệ thức thứ ba của chúng ta, tức là A phần C bằng B phần D. Hoặc là đến cái tỷ lệ thức thứ tư thì các bạn cũng nhớ cho thầy nó cũng giống cái tỷ lệ thức số 2 này so với số 1 này, tức là nó là nghịch đảo của cái số 3 này. Tức là các bạn đang có A phần C bằng B phần D này thì các bạn nghịch đảo lại. Đấy, như vậy thì đây là bốn cái tính chất tỷ lệ thức của chúng ta. Và sau này các bạn nhớ đây là khi mà các bạn có hai cái tích bằng nhau đấy, tức là mình có hai thằng bên này nhân bằng hai thằng bên kia nhân đấy, thì các bạn có thể lập được bốn cái tỷ lệ thức như này bằng cách là hai vế các bạn sẽ giữ một thằng của bên này rồi vứt cái con thằng còn lại sang bên kia, rồi cái vế bên kia cũng vậy, các bạn sẽ giữ một thằng và vứt một thằng ở bên kia sang. Như vậy thì lúc đấy là các bạn nhớ này là cứ vứt là giữ lại thì nó ở trên tử, và vứt sang thì nó xuống mẫu đấy. Như vậy thì các bạn sẽ suy ra được một tỷ lệ thức. Còn cái thằng mà giữ lại, ví dụ như A này, lúc đầu là nó đang trên tử, bây giờ các bạn không muốn nó ở tử nữa thì các bạn có thể nghịch đảo như này. Đấy, tức là đang A phần C bằng B phần D này thì mình nghịch đảo là C phần A thì nó bằng D phần D. Thì đấy chính là cái mẹo để mình nhớ từ một cái đẳng thức của hai cái tích này thì mình suy ra được bốn cái tỷ lệ thức như này. Đấy, và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta chứng minh hai cái tỷ lệ thức đầu tiên, mà tại sao mà người ta lại từ cái đẳng thức AD này bằng BC này người ta lại suy ra được là
hai cái tỷ lệ thức đầu tiên. Đấy, còn hai cái tỷ lệ thức tiếp theo thì thầy sẽ để trong cái phần bài tập để các bạn chứng minh. Và sau đến cái buổi tới thì có thể là nếu mà các bạn yếu quá thì thầy có thể hướng dẫn cái phần này. Đấy, còn nếu mà các bạn là tiếp thu tốt thì thầy sẽ bỏ qua. Đấy, nói chung là thầy cắt bớt một phần vào phần bài tập của các bạn. Đấy, và cái phần tính chất tỷ lệ thức này thầy sẽ chia nhỏ hơn ra để cho các bạn nó được nhiều bài và chúng ta học được nhiều hơn. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ chứng minh cái tỷ lệ thức thứ nhất của chúng ta, tức là A phần B bằng C phần D này. Đấy, như vậy thì bây giờ mình phải chứng minh được là tại sao mà người ta cho cái AD bằng BC thì mình lại có được là cái tỷ lệ thức là A phần B bằng C phần D. Đấy, thì cách chứng minh của các bạn cũng tương tự thôi. Thì đầu tiên là các bạn cứ bê lại cái mà đèn người ta cho, tức là AD bằng BC này. Sau đấy là từ cái đèn người ta cho đây, các bạn phải biến đổi làm sao mà nó ra được cái tỷ lệ thức thứ nhất này của chúng ta. Như vậy thì chứng tỏ là như vậy thì mình đã từ cái đèn mình suy ra được cái này. Như vậy thì nghĩa là mình đã chứng minh được cái bài toán của chúng ta. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy được là cái tích của chúng ta là AD bằng BC này thì nó không có mẫu, mà đến cái tỷ lệ thức của chúng ta là A phần B bằng C phần D đấy thì nó lại có cái mẫu của chúng ta là B với D. Đấy, như vậy thì bây giờ mình phải làm sao mà từ cái AD này bằng BC này, tức là từ cái đẳng thức này, đấy, hai cái tích này này bằng nhau này, thì bây giờ mình phải làm sao mà nó xuất hiện cái mẫu là B với D. Thì các bạn nhớ cho thầy được là hai thằng đang bằng nhau đấy thì mình tác động thằng bên này như nào thì thằng bên kia mình tác động như vậy thì nó vẫn bằng nhau, mà chính vì vậy nên là thầy sẽ chia cả hai vế cho B nhân D. Là vì các bạn biết cho thầy được cái mẫu của chúng ta là B với D, mà chính vì vậy nên là mình phải chia cho B với D. Đấy, thì lúc đấy là nó mới xuất hiện được cái mẫu. Chính vì vậy nên là thầy chia cả hai vế của chúng ta với cái tích là B nhân D này. Đấy, thì lúc đấy là các bạn nhớ thầy là đang AD bằng BC thì chúng ta chia như này thì nó vẫn bằng nhau mà. Đấy, và đến đây các bạn thấy cho thầy được là AD mà trên BD này thì D với D các bạn rút gọn hết thì nó chỉ còn AB thôi. Đấy. Và tương tự thì B với B các bạn rút gọn hết thì nó chỉ còn CD thôi. Đấy, như vậy thì đang AD trên BD này bằng BC trên BD này, thì bằng cách chia cả hai vế với B nhân D này thì chúng ta có được cái tỷ lệ thức của chúng ta là như này. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy được là cái việc mà chúng ta từ cái tích này chúng ta suy ra cái tỷ lệ thức thứ nhất này nó rất là dễ như vậy thôi. Tiếp tục thầy hướng dẫn cho các bạn sang cái cách mà chúng ta chứng minh cái tỷ lệ thức thứ hai. Nói chung là cái cách chứng minh bốn cái tỷ lệ thức này nó giống nhau thôi. Nói chung là từ cái tích này các bạn muốn suy ra các cái tỷ lệ thức này này là các bạn cứ ngắm xem mẫu nó là cái gì thì các bạn cứ chia cả hai vế với cái mẫu như vậy thôi thì chúng ta sẽ thu được các cái tỷ lệ thức này thôi. Nó giống hệt cái cách mà chúng ta chứng minh cái tỷ lệ thức thứ nhất thôi. Tương tự như vậy thì để chứng minh cái tỷ lệ thức thứ hai này của chúng ta này thì đầu tiên là các bạn cứ bê lại cho thầy AD bằng BC như này. Đấy, tức là nói chung là mình cứ bê lại cái giả thiết mà người ta cho này. Sau đấy là bây giờ là các bạn nhớ thầy được là vì hai vế của chúng ta ra bằng nhau này, vì đây là người ta cho bằng nhau rồi mà. Đấy, như vậy thì khi mà các bạn tác động với bên trái như nào, với bên phải các bạn tác động như vậy thì chúng ta vẫn thu được là hai vế của chúng ta bằng nhau. Mà các bạn lại thấy cho thầy được là cái tỷ lệ thức số 2 nó có cái mẫu của chúng ta là A với C này. Trong khi là cái tích của chúng ta đấy là AD nhân BC thì nó không có mẫu. Chính vì vậy nên là các bạn phải làm sao mà nó xuất hiện cái mẫu giống cái tỷ lệ thức này bằng cách chúng ta chia cả hai vế cho A nhân C. Đấy, như vậy thì các bạn sẽ có được như này. Như vậy đang AD bằng BC này thì các bạn chia cả hai vế cho AC thì nó vẫn bằng nhau mà. Như vậy chúng ta sẽ thu được kết quả là như này, tức là AD trên AC này thì nó bằng BC trên AC. Đấy, và tương tự thì đến đây các bạn sẽ thấy cho thầy được là như vậy thì cái thằng vế trái của chúng ta là tử và mẫu nó có A chung, chúng ta rút gọn đi thì nó chính là D trên C. Còn cái thằng vế phải của chúng ta là đang BC trên AC này, các bạn rút gọn C với C đi thì nó chính là B trên A. Và như vậy thì các bạn thấy cho thầy được như vậy thì các bạn có cho thầy được là DC của các bạn bằng BA, hay là chính là BA bằng DC. Đấy, như vậy là chúng ta biết theo thứ tự ngược lại thôi. Như vậy thì đến đây các bạn có thể não lại này. Như vậy thì từ cái tích mà A nhân D bằng B nhân C thì chúng ta đã suy ra được là như vậy thì chúng ta có được cái tỷ lệ thức là B trên A bằng D nhân C. Các bạn chú ý cho thầy là D trên C bằng B trên A hay là B trên A bằng D trên C thì nó cũng là một. Đấy, nói chung là mình đảo thứ tự hai vế cho nhau thôi. Thì hai thằng nằm bằng nhau thì mình đảo vế thì nó cũng bằng nhau. Chính vì vậy nên là các bạn có được cái kết quả như này. Đấy, và đây chính là cách mà chúng ta chứng minh tỷ lệ thức số 2 trong cái tính chất số 2 này của chúng ta. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn nhớ lại cho thầy như này. Tức là tính chất số 1 của chúng ta là từ tỷ lệ thức chúng ta suy ra được cái tích. Đấy, tức là ví dụ như là cái tính chất số 1 của chúng ta chính là A phần B bằng C phần D đấy. Thì mình suy ra được là nhân chéo này, tức là AD bằng BC, tức là từ cái tỷ lệ thức các bạn suy được cái tích như này. Đấy, hai cái tích bằng nhau như này. Đấy, còn đối với tính chất thứ hai, tức là từ cái tích các bạn lại suy ra được bốn cái tỷ lệ thức này. Đấy, như vậy thì
Đấy chính là cái nội dung của bài học hôm nay. Bài học hôm nay đến đây là hết. Chào các em.